Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video của bạn, nhấn like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình để góp nhận 100 token có kỳ hiệu là XGG nữa các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video mà tôi đăng cho tách chatbot. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên là follow Twitter nè. Vào Twitter tăng 3 người bạn nè. Trên Twitter bạn theo dõi nha mà. Cảm ơn like nè. Cảm ơn trên trang như Twitter nè. Tốc cần sẽ lý sàng bán kè swap mà. Các bạn tăng 3 người bạn mình vào nè. Rồi sau đó các bạn bắt up lên nè. Các bạn follow Instagram nè. Trên Instagram bạn theo dõi nè. Các bạn bắt up lên. Tiếp tục follow Facebook nè. Trên Facebook bạn bấm thích nè. Các bạn bắt up lên nè. Tiếp tục follow kênh Twitter partner nữa nè. Rồi đây, tiếp tục con Twitter nè. Đây Twitter lên nè. Rồi bấm bắt up lên nè. Tiếp tục con chọn kênh group kênh trailer nữa các bạn. Làm tất cả các nhiệm vụ cho họ luôn. Các bạn subscribe kênh YouTube luôn, son kênh trailer kênh gấp luôn này. Đây cái website YouTube PC. Rồi các bạn bắt đáp lại các bạn, bấm nút chat. Rồi bấm son này gấp. Rồi bạn bấm submit detail nữa các bạn. Tiếp tục của mình là username Telegram mà nó sẵn sàng hay gấp nè. Tiếp tục các bạn gửi lại một cái đường link profile tại Twitter mình nha các bạn. Nhấp bài gánh cùng, nhấp bài hồ sơ nè, nhấp bài gánh cùng, nhấp bài chia sẻ. Rồi các bạn sẽ chép liên kết nè. Đây là cho bot nè. Tiếp tục gửi đường link profile Instagram mình nha bạn. Bạn nhấp vào Instagram. Nhấp vào anh avatar của mình nè các bạn. Bạn nhấp vào bài anh cùng nè. Nhấp vào sao chép nè. Rồi lên cho bot nè. Tiếp tục submit profile Facebook. Thì các bạn nhấp vào Facebook nè. Rồi bạn nhấp vào mũi tên này các bạn. Rồi nhấp vào ảnh avatar của mình nè. Rồi nhấp vào ba anh cùng nè. Sao chép URL Facebook mình nè. Tiếp tục submit địa chỉ BNB Smart Chain Bet20 trên YouTube Wallet nè các bạn. Rồi các bạn cho anh tiếp kênh trailer nè. Subscribe kênh YouTube bấm don nè. Tiếp tục submit link tweet. Nếu có tweet link nào ta. Rồi thì bạn mở Twitter cho các bạn nghe các bạn. Các bạn chia sẻ các bạn là tweet nè. Sao chép link kết nè. Gửi cho bot nè. Tiếp tục bấm balance sheet chết số cần kiếm được nè. Mình đã nhận được 100 token XRR nè bạn. Bạn Việt bấm. Rồi, về lên game chia sẻ cho mọi người thân để kiếm token nha các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nha.